Ôi trời ơi, đi mà đá ai vậy trời, đất ơi, sao vậy? Sao? Dạ thầy, em bị thoát vị đã đèn học sống lưng. Rồi. Cổ. Rồi. Cái chuyện đó thì nó đương nhiên rồi. Rồi gì nữa? Rồi học bữa thứ hai tới giờ. Dạ thầy, em học từ thứ hai tới giờ. Rồi có nhịn ăn hút ghế cho dạ, đó không? Dạ thầy có, em làm đầy đủ. Chỉ cần vậy là hết bệnh rồi. Mà em đau, rồi. Rồi, chuyện nhỏ. Rồi, bây giờ đi lại, đi qua kia đi lại đi, rồi thấy coi sao. Đi mà phải rón rén vậy nè. Trời ơi, bà này chắc là kêu là công chúa thời mạn thanh quá. À. À, thì đó thì đi cái vai nó không có điều. Ok, được rồi. Vòng cái tay qua đây. Rồi vòng cái tay kia lên. Đó, lên, được rồi. Bỏ cái tay ra. Đổi qua bên kia. Rồi, cái kia hai, cái kia một này hai. Đi mà phải rón rén vậy nè. Dạ. Trời ơi, bà này chắc là kêu là công chúa thời mạn thanh quá. À. À, thì đó thì đi cái vai nó không có điều. Ok, được rồi. Vòng cái tay qua đây. Rồi vòng cái tay kia lên. Đó, lên, được rồi. Bỏ cái tay ra. Đổi qua bên kia. Rồi, cái kia hai, cái kia một này hai. Ok. Được rồi. Thôi, để tôi làm cho luôn cho để trong kia chờ đợi nha. Ôi vậy hả? Rồi kêu ra. Bây giờ thường mà mấy cái đó vậy nó gãi tay rồi. Gãi rồi, mềm lại. Đừng có gọng, gọng mình chết. Rồi, yên yên là chị xíu, ok. Rồi xong rồi. Rồi để đi nha. Em dạ mày nha. Em sao rồi? Bây giờ nghe sao rồi? Dạ. Ở lại bên đây còn ra làm thử thôi. Dòng tay lên, dòng tay cái này ra sao, này cái này sao, rồi khác rồi ha, mềm mềm xíu tay này, quá không nổi rồi, thôi về đi, nghe nói về tính về liền, yeah. Nằm đây, em lót về cái này. Rồi rồi dạ. Rồi nhà đâu? Dạ thầy, mở thầy. Ơ trời, rồi dở lên nha. Rồi. Rồi ở nhà có giường dâu không? Dạ thưa thầy không. Không. Rồi thôi, thả mềm nha. Rồi nghĩ tới cái giường dâu nha. Không được luôn thầy ơi. Mới không nghĩ tới cái giường dâu xong như cái bụng. Không có giường dâu thì nghe gì. Ok. Nghe sao rồi? Bây giờ nó gãi hết vậy không? Rồi quay qua đây. Đó. Em bây giờ cái năm quay tự nhiên bây giờ hết sợ rồi đấy nha. Rồi cái này để qua đây nha. Xích ra qua đây từ đó vậy đó. Ok. Kéo cái này về ra đó. Vậy đó. Đúng rồi. Vậy bẻ mới dễ. Ghê quá. Rồi xích ra đây giúp đó. Thổi ra vậy, ép vô là bị thổi ra. Thổi vậy, kéo ra là thổi dài. Không thể kêu vậy cũng tốt rồi. Bây giờ ơi. Bây giờ ơi. Để tay lên nè. Để bị tốt.
Bà tả gì bước kìa. Ừ. Cho xích lên chút, xích lên một chút đó. Này thổi quá cuộc sống khổ. Dạ. Mềm mềm khỏi lại đó. Đúng rồi. Trời đất ơi. Mới dọa ghê. Quay lưng lại đi. Có mặt vô đây. Đó. Em ngồi vậy. Bây giờ thấy mày xây đỡ thì ngon rồi đó. Em. Bây giờ là nhanh lẹ rồi đó. Rồi xuôi hết ra xuống. Rồi. Nghe nhẹ nhàng hơn phải không? À. Nó biết bài gì đây không? Nghe biết bài gì đây không? Bài gì không? Đúng rồi. Thầy làm hai bài. Thầy cái đoạn này làm cái cười miễn chi thấy đẹp liền. Mà mọi người nhớ nha, cái bài mà mình quan trọng là cái bài ngũ bộ tâm tinh nè. Nhờ cái này á thì cái người bệnh là đau thần kinh tọa nó mới xếp cái xương sống lại. Cái mà độc đáo và cái hay nhất của bà lịch không có cái môn gì hết, đó chính là ngũ bội tâm tinh. Chỉ phải chi phải thành danh có nhiêu đó thôi đó, thành ra bảo đây có ra đâu cứ nghe tôi nói đi. Lâu lâu có dịp nghe được lão gặp thầy rồi phải không, mong gặp thầy lắm. Bây giờ phải mong gặp thầy. Ờ đó. Rồi. Rồi. Rồi ngồi vậy. Ngồi vậy. Ngồi đi. Nước mắt của thầy. Để coi là bình tĩnh. Rồi, bây giờ nghe sao rồi? Nghe trong người sao rồi? Nghe nó làm gì nó đã đỡ bệnh rồi hả? Nhẹ nhàng hả? Nhẹ đỡ lưng. Bây giờ bắt đầu chỉnh coi lại cái tay coi sao rồi đứng dậy. Đó, thấy chưa? Hơi sụn chân chút xíu bị hơi đau phải không? Còn đau không? À, cái đau này là đau khác rồi. Hả? Rồi, này lên. Ok. Rồi kêu chưa, kêu thua. Rồi kêu này nữa rồi nè. Này được còn một, có rồi, thôi được rồi. Cái quan trọng á là bây giờ á đi lại thử coi. Yeah. Rồi cuốn tóc ha, cuốn tóc rồi để nó thánh thoát rồi nó nhớ. À đúng. Ừ. Ok chút xíu nha. Rồi rồi. Rồi bây giờ đi thử coi. Dạ, có thể là bây giờ đi nhanh nha, không có tính toán nữa. Bây giờ, tại vì á, ủa, chân nào em? À, được rồi, biết rồi, nằm lên đi. Bên trái, nằm lên, nằm bên trái. Bên trái, quay mặt ra đây. Quay mặt ra đây. Rồi, nghiêng, 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 nghiêng. Ô ô gài nút lại. Rồi xích ra ngoài đây đi. Đó nằm nghiêng vậy đó. Ok. Rồi được rồi. Bên xích lên. Rồi thả lỏng nghiêng vô đây. Em đứng ngoài phía này chút. Đó nha. Rồi 1 2. Đã. Rồi tiếp lên xuống này chung được. 1 2 3. Rồi. Rồi vậy được rồi đó. Rồi bây giờ đi lại. Dạ. Để nó lại đó. Dạ. Vẫn còn dấp một chút xíu. Cái dấp lên đây dấp nó khó chịu ở đâu vậy?
giúp nghe tự nhiên mình tôi đang giúp thấy giúp cho cái chuyện mình phải không đó nãy tôi thấy giúp viên phải ngồi dậy nằm đi làm cái này nằm cái đầu quay đi kia nằm nữa đây rồi nằm quay mặt qua bên kia đây đó rồi quay hắn nghiêng nghiêng qua nghiêng qua nhưng bên đó nó giúp giúp thì kỳ lại rồi chạy chạy đi lại rồi ừ, đẩy vô trong một thứ rồi sao đây có khác hả không cái lưng là cái chuyện đó khác à, tại vì khi mà mình giải quyết xong á thì cái lưng á là nó sẽ tao một hai gom nữa hết tại tôi kéo ra rồi nhưng mà có kéo là cái chân phải của chị á là nó bị trật rồi chị cứ cảm giác rồi đó như hồi nãy chị đi là bị trật giờ tôi đẩy vô rồi chị lại tiếp được rồi đi mạnh lên đi đừng có ngại ok tốt rồi em rồi hồi đó nó vẫn theo cái chân nó vẫn còn bị chút xíu thấy không mà chân là bị chân phải chứ là chân trái rồi chị nằm xuống đi làm lần này nữa cho đi luôn mềm mềm ok được rồi bắt đầu chị làm lại đi lại giờ cân hai chân lại còn nhát còn sợ sợ có cảm giác sợ sợ nhấc cao chân lên xem sao nhấc cao lên tí nữa rồi rồi bây giờ chạy đi chạy 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 không sao đâu chạy được rồi đó chạy lại đây chạy bên kia đó chạy lại đây mạnh dạn đi đừng sợ chùm game nào anh em khỏe bên trong đẹp bên ngoài phòng ngừa bệnh tăng đề kháng giúp ăn ngon ngủ ngon tiêu hóa tốt liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635 Hà Nội 0326811258 để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.